nhậu, bây giờ là ăn tráng miệng. Đây. Đây. Cái này là gì bác? Cái này là chủ nhân ngồi kia. Chủ doanh nghiệp nha, chủ doanh nghiệp sản xuất cái món này. Sản xuất cái nước đưa món ăn truyền thống Việt Nam. Đúng rồi, đưa món ăn truyền thống Việt Nam toàn bộ đất nước Việt Nam và ra nước ngoài luôn. Đây là Sương Sông Việt. Đó. Là vô siêu thị rồi. Vô siêu thị rồi phải không? Siêu thị rồi. Đang trên quá trình vào siêu thị. Đây. Đây rồi một gói cái này gì nước đường nha. Đường. Cái này là gói hạt é. Còn cái này là hủ. Tới cái này đâu á? Lột ra luôn hả? Dạ không, lột ra chị, lột ra. Lột lại. Bỏ thuốc. Rồi sao? Rồi, bác thử cảm nhận nó là sao? Áp anh. Ai ngay hướng dẫn bác ba. Đường vô kéo thôi. Bỏ vô. Trộn lên rồi. Ăn riết thì giờ bác được đó nha. Đúng rồi, nhưng mà như các bạn thấy là hiện tại thì mình ấy đề nghị là sau này hả? Rồi sau làm cái này để mở chút coi. Cái đầu tiên máy đó để mà chuyển qua. Nó dễ mở hơn. Một hộp như thế này là bao nhiêu tiền anh? Hôm nay có 15.000 thôi. 15.000 thôi. À. Quậy luôn hả? Dạ. Quậy lên. Ô, sẵn đặt rồi. Bác giỏ là bác phải che liền nha. Che. Giỏ là bác che liền. Giỏ là tên che liền à. Đó nè. Giờ thử nha mọi người. Đây là chủ doanh nghiệp ngồi kế bên nha. Đó. Thấy sao bác? Mát, Phú Hậu, còn thanh, ok. Ý là cái đường này là đường gì anh? Đường Biên Hòa không biết đổi trên. À, mình sản xuất cái này lâu không anh? Doanh nghiệp là làm được 3 năm. 3 năm. À không, ý là quy trình sản xuất một cái này nè. Một cái này nếu mà đúng tính thời gian của nó là quy trình sản xuất là khoảng 1 tiếng rưỡi. Anh cho anh xem được cái hộp sản phẩm được không? Như các bạn có thấy là đây là một doanh nhân trẻ với cái sản phẩm là Sương Sông Việt 3 năm rồi. Cái thời điểm mà mình nghe anh Khánh nói về cái anh trai này á, thì cái Sương Sông Việt này nó mới chỉ là một cái ly. Cái ly thời đó anh gặp em là cái ly nó phải như vậy đúng không? Anh này thời đấy chỉ bán những cái xe đẩy ở trong trường học thôi, và bây giờ Sương Sông Việt của chúng ta đang đi vào siêu thị. Các bạn thì hẹn gặp các bạn ở chặng đường sắp tới của anh Sương Sông Việt. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Anh tên gì anh? Anh tên Cường, CEO founder của Sương Sông Việt.